tiếp đó IP từ ao client đòi swipe vào what how tha DHCP server chẳng muốn bố nhưng tôi add với DHCP sẵn chẳng đợi sao chẳng add hay chẳng chấp đăng configure DHCP giờ tại đó program tool cho DHCP chẳng đợi không swipe DHCP dân cho tôi lưu domain name mình tạm mô dân cho ra một card scope chẳng đợi xa server bởi dân cho mô domain name cho mô OPP hay cho mô mình xanh cho mô tháp PDC nếu không IP vì ấy cứ miền IP mà rồi cao IP chạy mô chạy mô chạy mùi chẳng nhầm cho ra một card scope đòi DCP đã rèn cho mô nâng server này là ra cái lưu vì ấy dân như scope tạm mô chạy next chắc là chúng ta đã với các bạn này ô đoàn bạc thật là xí next cái này start IP mình thả ta dân chẳng ai DCP chập rút bình lịch bảo mạng đó lịch bảo mạng ô thơ rồi cao phí chạch mối chạch mối chạch lịch đọc rồi cao phí chạch mối chạch mối chạch bì hạ 4 chắc mình thả về rút DCP chập vô bình lịch đọc rồi đọc lịch bì hạ 4 ní cứ chìa network mà bit rồi bỏ class C mình phải 4 bit sau đó mà nó bay bay chạy next lại ní mà tha IP để dựng đỏ chành mình tha ưu thỏa tha IP mà cao phí chạy môi chạy môi chạy lịch hạ sập hay chạy add chạy mình tha IP môi ní cứ dựng ở vì ở đây là anh chạp rồi cứ dựng đỏ chánh mà ta dựng ai dựa từ cùng đó chạy static bàn rồi IP môi tiết 100 chẳng IP cho bị lệnh mà nói lên rồi bán những đọa trên tiệt là anh cho nó sẽ mặc đọa đọa tục next lại đi bằng 7 ngày cái viên anh chập đám cho IP thầm next chập đám configure DHCP next lại đi sẽ mặc gateway rồi bỏ server chẳng IP bỏ server hết chỗ next cái này đã domain name là server hoặc UPP edu .kh này chúng mình xin server này là IP là server add chỗ tôi mình next trong viên em mà chẳng còn nào tế next trong ai về ạc thư tạm đồng bởi xanh dân dân ạc thư là dân dân nấu finish chẳng cái này nếu mà nhạc là nâng cứ việc bỏ cỏ hòm, đọc bê bỏ cỏ hòm chẳng DHCP gọi ra này chẳng là bởi về DHCP làm nà cá ạc thiếu rồi dân chất lưu nhưng mà sẽ nhà bỏ khiêu ní ạc thiếu rồi dân mà xâm đầy lưu vía dọc bê thật ạc thiếu tòa mà tiết dân mà xâm đầy lưu domain name dân ní dân gió Osterai đọc bê về làm nà cá răng bà nhầm refresh tới bà nhưng thôi phần nâng đi client DHCP chạp làm chạp dở phần ta nơi lưu client nhưng tôi cầm nót chạp thân IP chẳng nhìn chỗ được client hay nhầm chạp đám cầm nót IP disable lấy disable việc là dân chạy tế dọc bộ thí chẳng lấy mình thà client vì lọt tạc domain chẳng client vì mình sạch trang IP đồ IP được gọi bật IP này và khán chào thì chẳng mình thà dân lọc chỗ mà xin cho admin robot machine sẵn chẳng nhầm lọt off tỏ mất những lọc cho chung mô machine vì chung mô user đọc bí mình thay user đọc 4 mình sẵn sàng là admin robot computer nếu như lọc cho local computer thông bản nhưng mà lọc cho domain này mình password đấy mình tập mất cho làm đồ IP nhằm đòi IP chánh khi mình đi dự báo ai dân trò chứ chân dọc rồi thì Internet Protocol TCP IP trong những bài lệnh do chị up thân IP mình thà cứ chấp do IP mà bị server lại xoay qua tay một đòn lại những dọc thân này tới project là trong những bàn có phát đi này IP 2 vậy chân dọc ok close
Tao mà tiết dây chập đám châu được khả năng start run do CMD VPIP config slash relay và tao mà tiết dây VPIP config slash renewing tầm bay chạm vào IPP server chạm tới tới chẳng lý cứ chỉ IP là tụ để bị DHCP server mình đủ mệnh em mình IP chạm vào lệnh đọc như start lệnh đọc tới tầm là bà chẳng cục khai ảnh đó nhưng từ vậy cho tôi không đó hay do chị option IP tao má cho vài IP config slide relay hay còn là IP config slide renew đồng bài chạm vào IP thầm mày